Chào các bạn, quay trở lại kênh Handmade VN. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Video ngày hôm nay giới thiệu với bạn một phương thuốc tự nhiên thực sự để cải thiện thể lực. Công thức lành mạnh này được chuẩn bị trong vòng chưa đầy 10 phút. Bạn chỉ cần 5 thành phần để có thể làm ra nó. Chỉ cần uống một thìa hỗn hợp vào buổi sáng và một thìa vào buổi tối trước khi đi ngủ. Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều vào buổi sáng. Sau 7 ngày trị liệu, bạn sẽ không còn bị mờ mắt và tất cả các triệu chứng của các bệnh về mắt sẽ bớt rõ rệt. Ngoài việc tăng cường thị lực, hỗn hợp kỳ diệu này giúp bạn cải thiện thính giác, cải thiện trí nhớ và sự tập trung. Hãy đồng hành cùng với mình cho đến hết video và khám phá về phương thuốc tự nhiên mạnh mẽ này. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Nguyên liệu đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là cà rốt. Bạn hãy chọn một củ cà rốt lớn khoảng tầm 200g như thế này. Sau đó hãy gọt bỏ phần vỏ của cà rốt này đi nhé. Từ xa xưa, người ta đã biết rằng cà rốt là một loại thuốc tự nhiên tốt nhất cho sức khỏe của mắt. Nó có chứa một chất gọi là beta-carotene. Khi bạn ăn một củ cà rốt, nó sẽ được chuyển đổi trong cơ thể của bạn thành vitamin A. Vitamin A sau đó được chuyển thành retinol, một hợp chất rất quan trọng đối với sức khỏe của thị lực. Hơn thế nữa, beta-carotene còn giúp bạn bảo vệ đôi mắt khỏi ánh nắng mặt trời và làm giảm nguy cơ bị đục thủy tinh thể cũng như các vấn đề về thị lực khác. Cà rốt có màu vàng, có chứa nhiều lutein cũng rất tốt cho đôi mắt của bạn. Và các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng dưỡng chất này có thể ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác, nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực ở mọi người. Cà rốt còn là loại thực phẩm giúp làm giảm nguy cơ ung thư, hỗ trợ sức khỏe cho tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, trị táo bón, kiểm soát tiểu đường, giúp cho xương được chắc khỏe. Nó có chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể như vitamin A, vitamin K, vitamin C, kali, canxi, sắt và chất xơ. Bây giờ mình sẽ cho toàn bộ phần cà rốt đã được cắt nhỏ vào một cái bát. Thành phần tiếp theo cho công thức này đó chính là quả óc chó, một loại thực phẩm mà bạn nên có trong nhà bếp. Quả óc chó cung cấp một lượng lớn các lợi ích về sức khỏe và người ta tin rằng không có loại thuốc nào tốt hơn cho sức khỏe não bộ trong tự nhiên bằng óc chó. Và đó chính là lý do tại sao mà quả óc chó lại có hình dáng như thế này. Quả óc chó là một phương thuốc rất tốt cho những ai có thị lực kém nhờ một chất rất đặc biệt, đó chính là các axit béo omega 3. Nó giúp làm giảm đáng kể tình trạng khô mắt, nuôi dưỡng được võng mạc và xây dựng vỏ bọc thần kinh thị giác. Không những vậy, nó giúp bạn cải thiện sức khỏe của tim mạch, củng cố động mạch, ngăn ngừa sỏi mật, bảo vệ xương, hỗ trợ quá trình phát triển của trẻ nhỏ, bổ thận tráng dương ở nam giới, đem lại cho bạn giấc ngủ ngon, kiểm soát đường huyết, ngăn ngừa ung thư. Và chúng ta sẽ cần 50g quả óc chó cho công thức này. Bây giờ mình sẽ cắt phần óc chó này nhỏ ra nhé. Trong số các loại vitamin có trong quả óc chó thì chúng ta tìm thấy đó chính là vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C và vitamin E. Đây là một chất phòng ngừa tuyệt vời cho bệnh đục thủy tinh thể và nó bao gồm các khoáng chất như phosphor, kali, sắt và magie. Và đây là toàn bộ phần óc chó mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Thành phần thứ ba cho công thức ngày hôm nay đó chính là chanh. Mình sử dụng chanh vàng nhưng các bạn cũng có thể sử dụng chanh xanh. Bạn nên trồng một cây chanh như thế này ở nhà, nó rất tiện và ăn lại còn ngon nữa. Đầu tiên là mình sẽ gọt bỏ phần vỏ của quả chanh như thế này. Chanh thường được sử dụng khi chúng ta bị cảm lạnh do có chứa nhiều vitamin C. Tuy nhiên, nước chanh có nhiều thành phần tốt cho sức khỏe hơn bạn nghĩ và nó còn có nhiều cách sử dụng trong các biện pháp tự nhiên. Bây giờ thì mình sẽ cắt chanh thành những lát nhỏ. Nước chanh là một phương thuốc rất tuyệt vời đối với thị lực vì nó có chứa lutein và zeaxanthin. Những chất dinh dưỡng này rất hữu ích trong việc chống lại thoái hóa điểm vàng ở mắt, nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực.
Và đây là toàn bộ phần chanh mình có, mình sẽ cho vào một cái tô và để sang một bên nhé. Thành phần tiếp theo cho công thức này mình cần sử dụng đó chính là dầu ô liu. Thành phần chính của loại dầu cực kỳ tốt cho sức khỏe này đó chính là axit béo omega 3. Loại axit này cũng được tìm thấy trong quả óc chó. Mình sẽ cần sử dụng 30g dầu ô liu cho công thức này. Và đây là toàn bộ phần dầu mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp nữa đó chính là mật ong. Bạn có thể sử dụng bất cứ loại mật ong nào mà các bạn đang có sẵn. Nó thực sự là một quả bom vitamin. Nó có chứa nhiều tác dụng đối với sức khỏe cho mắt. Mật ong được sử dụng để điều trị viêm kết giác mạc, loét giác mạc, viêm mí mắt, khô mắt và viêm kết mạc do vi khuẩn. Bạn sẽ cần sử dụng 60g mật ong cho công thức này. Bây giờ chúng ta sẽ cần chuẩn bị một cối xay. Bạn sẽ cho toàn bộ phần nguyên liệu này vào cối xay như thế này và bắt đầu xay nhuyễn. Bạn có thể làm điều đó khá nhanh chóng nếu như máy của bạn có công suất lớn. Còn nếu công suất nhỏ thì các bạn hãy chia nhỏ nó ra để chúng ta xay được tiện lợi hơn nhé. Bây giờ mình sẽ sử dụng thìa để gạt những phần ở phía trên xuống. Sau đó mình sẽ xay tiếp. Và cho phần dầu ô liu và mật ong vào. Sau khi thêm dầu ô liu và mật ong vào, bật máy xay và trộn một lần nữa cho đến khi tất cả các hỗn hợp này được kết hợp lại thành một hỗn hợp đồng nhất. Sau khi đã xay xong thì mình có được một loại thuốc khá tự nhiên và phi thường cho thị lực. Bây giờ thì mình sẽ đổ vào lọ thủy tinh và sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Uống một thìa hỗn hợp vào buổi sáng trước khi ăn sáng 30 phút và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Đậy hỗn hợp, đậy nắp lại và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, sử dụng được trong vòng 14 ngày. Nếu bạn đang gặp các vấn đề về thị lực, mắt kém, tuần hoàn máu kém, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, cao huyết áp, các bệnh lý về tim mạch hay các căn bệnh ác tính đều có thể sử dụng được hỗn hợp này. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Hy vọng video này chia sẻ tới bạn những thông tin mà bạn đang cần. Nếu bạn thích video này, đừng quên tặng mình một like và một bấm đăng ký để kênh tiếp tục phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp của mình.